Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp vào lúc 10 giờ tối hôm nay của đài truyền hình IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 toàn 50 thứ ba Hoa Kỳ và Canada cũng như trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.US. Sứ ngôn viên Xuân Anh và Tuyết Nha phụ trách phần tin tức tổng hợp tối nay xin trân trọng kính chào quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức nổi bật như sau. Nhật Bản cũng tham gia với các đồng minh trên thế giới về biện pháp Swiss chống lại nước Nga. Anh nói rằng những phát biểu về nguyên tử của Vladimir Putin nhằm mục đích đánh lạc hướng khỏi những rắc rối Ukraine. Việc đóng cửa không phần ảnh hưởng đến các hãng hàng không. Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán ngừng bắn ở Belarus. Toyota đình chỉ hoạt động nhà máy trong nước sau cuộc tấn công mạng và chính phủ Nhật Bản tiếp tục điều tra. Và bản tin chi tiết đầu tiên sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của sứ viên Tích Nha. Thưa quý vị, Nhật Bản cũng tham gia với các đồng minh về những biện pháp trừng phạt Nga. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết vào thứ Hai, Nhật Bản hợp tác chặt chẽ với các nước G7 để bảo đảm những biện pháp trừng phạt kinh tế hiệu quả chống lại Nga lẫn ngân hàng trung ương của nước này sau cuộc chiến tranh xâm lược vào Ukraine. Ông Kishida cho biết trong cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện liên quan tới việc loại trừ một số ngân hàng Nga khỏi SWIFT, thì Nhật Bản đã nhận được yêu cầu từ các nước phương Tây tham gia vào biện pháp trừng phạt. Vì thế, Nhật Bản tuyên bố tham gia vào chung với các nước phương Tây. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản là Yoshimasa Hayashi đã cho biết trong cuộc họp, Tokyo đang xem xét áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân tại Belarus, một khu vực dàn dựng chính cho cuộc xâm lược của Nga. Sự cô lập về chính trị và kinh tế của Nga ngày càng sâu đậm khi những lực lượng nước này vấp phải sự kháng cự gay gắt ở thủ đô Ukraine và những thành phố khác trong cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào quốc gia Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai tới nay. Trong khi đó, anh đã nói rằng những phát biểu về nguyên tử của Tổng thống Vladimir Putin nhằm mục đích đánh lạc hướng khỏi những rắc rối Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã cho biết hôm thứ Hai cảnh báo đe dọa nguyên tử của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đánh lạc hướng cuộc xâm lược Ukraine và không liên kết các bước thực tế nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng giữ sử dụng vũ khí này. Ông Wallace đã nói đài BBC News rằng làm như vậy, Tổng thống Vladimir Putin đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những gì đang diễn ra ở Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng, trong khi ông Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng răn đe vũ khí nguyên tử cảnh giác cao độ, anh tin rằng lệnh này phần lớn chỉ nhằm mục đích ngôn từ và ông Vladimir Putin không muốn sử dụng chúng. Về phần Tổng thống Nga, Vladimir Putin cũng ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang duy trì các lực lượng răn đe nguyên tử Nga ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Phát biểu tại cuộc họp hôm Chủ nhật, ông Vladimir Putin đã cho rằng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được viết tắt NATO đã đưa ra những tuyên bố gây hấn cùng với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và bản thân ông. Việc đóng cửa không phần ảnh hưởng tới các hãng hàng không. Việc đóng cửa không phần liên Âu đối với các hãng hàng không Nga và viễn cảnh Nga cũng đóng cửa các hãng hàng không đáp trả, khiến chục cổ phiếu các hãng hàng không ngày hôm nay đã giảm xuống. Cổ phiếu của các hãng hàng không Âu Châu và những nhà khai thác phi trường giảm 3-6% trong ngày đầu giao dịch tuần này. Nếu không tiếp cận được không phận Nga, các hãng này sẽ chuyển hướng sang những chuyến bay khác về phía Nam, tránh những khu vực đang căng thẳng tại Trung Đông. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã tuyên bố toàn bộ không phận 27 nước thuộc Liên Âu đóng cửa với những máy bay của Nga, bao gồm máy bay tư nhân thuộc sở hữu của những nhà tài phiệt. Đây là hành động trừng phạt mới nhất của phương Tây nhắm vào Nga sau khi Tổng thống Putin phát lệnh mở chiến dịch quân sự vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Trước đó, Đức còn thông báo cấm các hãng máy bay và những hãng khai thác từ Nga bắt đầu từ 3 giờ chiều Chủ nhật, kéo dài ít nhất 3 tháng, áp dụng ngoại lệ với chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo. Lệnh cấm bay tại Nga trong toàn khu vực Liên Âu sẽ cắt đứt Nga khỏi tuyến đường hàng không dễ di chuyển nhất về phía Tây, trong khi các biện pháp trả đũa do Moscow ban hành có thể khiến cho các hãng hàng không châu Âu khó khăn trong việc đi về phía Đông, nhất là tới khu vực Á Châu. Hoa Kỳ đang xem xét hành động tương tự nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho tới thời điểm này.
Và thưa quý vị, Nga cũng như Ukraine đã bắt đầu đàm phán ngừng bắn ở Belarus. Các cuộc đàm phán giữa các giới chức Nga và Ukraine đã bắt đầu tại thành phố Gomel của Belarus hôm thứ Hai, 4 ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia Âu Châu kể từ Thế chiến thứ Hai. Tổng thống của Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ các cuộc đàm phán ở Belarus, cáo buộc nước này cho phép quân đội Nga xâm lược lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán ở những nơi khác. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Nga đang đối mặt với sự cô lập kinh tế ngày càng nặng sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo văn phòng của Tổng thống Ukraine, mục tiêu của cuộc đàm phán là ngừng bắn ngay lập tức và rút các lực lượng của Nga. Nga đã tỏ ra dè dặt về các cuộc đàm phán, trong khi Điện Kremlin từ chối bình luận về mục tiêu của Moscow. Không rõ liệu có thể đạt được tiến bộ nào hay không sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa các đơn vị vũ trang nguyên tử của Nga vào tình trạng báo động cao vào hôm Chủ nhật, và các cuộc đàm phán đang được tổ chức ở biên giới với đồng minh mạnh mẽ của Nga là Belarus, vốn đã trở thành bệ phóng cho quân đội Nga xâm lược. Phản ứng cho phương Tây dẫn đầu đối với cuộc xâm lược này đã được nhấn mạnh với các biện pháp trừng phạt đã cắt đứt hiệu quả các tổ chức tài chính lớn của Moscow khỏi các thị trường phương Tây. Đồng rúp của Nga đã giảm 30% so với đồng đô la vào hôm thứ Hai. Ngoài ra, các nước cũng tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Toyota đình chỉ hoạt động của nhà máy trong nước sau cuộc tấn công mạng. Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức điều tra. Toyota Motor Corporation cho biết họ đình chỉ tất cả hoạt động của nhà máy trong nước vào ngày mai thứ Ba, ảnh hưởng tới quy trình sản xuất khoảng 13.000 chiếc xe hơi sau khi một công ty cung cấp bộ phận nhựa và linh kiện điện tử đã bị tấn công mạng rất có khả năng nguy hiểm. Hiện nay chưa có thông tin lập tức về ai đứng sau vụ tấn công hoặc động cơ là gì. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Nhật Bản cùng với đồng minh phương Tây trừng phạt Nga vì cuộc xâm lược vào Ukraine, mặc dù không rõ liệu cuộc tấn công mạng có liên quan tới Nga hay không. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ ông sẽ điều tra vụ này và liệu Nga có đứng đằng sau hay không. Việc ngừng sản xuất diễn ra khi nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới đang giải quyết tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu do đại dịch COVID-19, buộc hãng và những nhà sản xuất xe hơi khác phải hạn chế sản lượng. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thương mại ngắn, Sương Ngôn Viên Tuyết Nha và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin cập nhật tiếp theo. Nhìn từ tin tức cho biết là Borrell nói là Ukraine cần sự giúp đỡ thiết thực hơn cả các thành viên của Liên Âu trong ngắn hạn. Cũng như tin tức cho hay là đồng rút của Nga đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi phương Tây áp đặt các biện pháp lệnh trừng phạt vào Nga. Và dòng người tị nạn từ Ukraine đang diễn biến như thế nào, cũng như Đức đã tăng ngân sách quốc phòng ra sao. Và một bản tin khác thì cho biết là cặp vợ chồng Việt Nam đã nhận nuôi những chú chó con không mong muốn sau khi mất chó cưng trong đợt cách ly Covid, cùng nhiều bản tin khác. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình IBC để biết thêm nguồn tin chi tiết.